Rồi, chuẩn bị ra đồng nha anh em. Ra đồng chạy nhà mà ai kêu chạy mướn thì chạy kiếm cà phê luôn. Đây, tâm giang mới mua vô luôn nha. Tâm giang này mới mua luôn. Tâm giang này mình có làm đậu bén nha. Mình có cắt đậu bén cho nó cào đất đi được á. Còn đây mình không có cột về là tối ha, làm bán lề ha. Đạp xíu đâu mà lên ngồi đạp coi. Lên chạy thử coi. Đó. Đạp xuống dựng dáng lên rồi buông ra nhả đất ra phải không? Máy chạy tới tự bật xuống. Dáng mới làm luôn. Tấm này tấm cũ rồi, tấm cũ mình có đi sắt về ha. Sắt về để cào đất cứ bén. Rồi chuẩn bị xuống phà lên đường. Chạy đất nhà anh em ơi. Mấy ông kế bên kêu chạy mướn chạy luôn. Đây là Kubota 100. Chạy nhớt vô. Nhớt rồi. Thay nhớt luôn, nhớt kẹo quá. Đầu mùa mà. Quên chưa thay nữa ta. Vậy xuống phà chuẩn bị đi vài cây số. Nhớ cách tròn nha. Mình chưa ăn miếng không? Chắc khẩu chiều quá, bữa tôi mua 3 lít mà chế vô xe ăn miếng này. Là nó 2 lít 8 chứ gì? Khẩu chiều luôn đi, chiều căng á. Đây là IC6 nha anh em. Mình cắt bô với cắt bô e hết nha, cho thúc đầu máy vô nè, đầu máy chỉ hở được một phần thôi nè, cắt bô riêng, cắt bô e luôn, thúc đầu máy vô cho nhẹ đầu. Đây tấm dáng rồi nè. Này móc rồi tự động luôn nha, đừng nó trao đảo nghiêng dáng đâu được luôn. Móc vô đây hay là cái móc luôn. Đây ghế ngồi. Nó cắt lại chưa cắt. Bánh này chưa xuống sình luôn nè, chắc chắc. Rồi xuống máy xuống phà luôn nha anh em. Đây mấy anh em đây xài cái lết có ghế ngồi nha, chứ không có đứng. Lết đó làm lơi lơi vậy là cũng không có vướng rạ ha. Ta dính cho chơi thôi à. Nè ta đâu lại đâu. Đó. Được không? Của mày là làm gì được vậy? Để lớn luôn là ấy. Xuống đó quanh luôn. Tại đi phà này phà mấy cây lớn nha anh em, mấy cây lớn này dốc cầu cao này nọ phải tháo lết quá. Chúng mình một luôn nha, mở lên. Giống là hổm xuống phà quá.
Nó xuống cũng kỳ thật quá ta. Ôi. Rồi rồi. Rồi. Rồi để ngày mai mình chạy dưới, ngày mai mình đặt đá mình sẽ quay đoạn anh em xem vui chơi nha. Rồi lát mình xuống dưới kia rước một chiếc của anh em nữa.